Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tổng hợp thông tin quốc tế nổi bật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Vừa vâng rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn đón theo dõi. Trùng hợp bất ngờ, mỗi lần ông Trump đắc cử tổng thống đều khiến giá vàng giảm mạnh. Có thể có nhiều nguyên nhân khiến giá vàng giảm giá, nhưng thật trùng hợp khi hai lần ông Trump đắc cử tổng thống thì giá vàng đều giảm. Vàng có thể mất đi hào quang sau khi ông Donald Trump đắc cử tổng thống Mỹ và kịch bản giá vàng năm 2016 đang có khả năng lặp lại. Giá vàng đang là tâm điểm chú ý sau khi ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024. Trong năm qua, giá vàng đã tăng hơn 40%, bỏ qua những cơn ngược gió trên toàn cầu. Theo các nhà phân tích, vàng có thể mất đi một chút hào quang sau khi kết quả bầu cử tổng thống Mỹ được công bố, nhưng nó vẫn được xem là tài sản trú ẩn an toàn hàng đầu dành cho các nhà đầu tư. Trong suốt chiến dịch tranh cử, ông Trump đã hứa sẽ áp thuế, giảm thuế trong nước và cắt giảm chi tiêu của chính phủ. Các biện pháp này có thể làm đồng USD tăng mạnh hơn và dẫn đến tăng lợi suất cũng như cổ phiếu của Mỹ. Kịch bản này không hề tốt cho thị trường vàng và bạc. Và thực tế, ông Trump đắc cử Tổng thống đều khiến giá vàng giảm mạnh. Ở bên kia bán cầu, người Việt Nam cũng đổ xô đi bán vàng vì sợ có thể còn hạ giá nữa. Vào năm 2016, khi ông Trump mới nhậm chức Nhà Trắng, giá cả hai loại kim loại này đều giảm mạnh vì thị trường hàng hóa không có sự chuẩn bị cho nhiệm kỳ Tổng thống của ông. Giá cả có thể ổn định trong một phạm vi nhất định và có khả năng chạm đáy trước khi chỉ số đồng đô la đạt đỉnh. Anindya Banerjee, phó chủ tịch cấp cao tại Kotak Securities Ltd cho biết, sau khi quan sát nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, giá vàng bạc được điều chỉnh tốt hơn, do đó chúng ta có thể không thấy sự lặp lại của đợt tăng giá sau cuộc bầu cử năm 2016 đối với chỉ số đô la Mỹ, lợi suất trái phiếu và cổ phiếu Mỹ. Tuy nhiên với đợt tăng giá gần đây của đồng đô la Mỹ và lợi suất Mỹ thì tiềm năng tăng giá đáng kể hơn nữa của vàng có thể bị hạn chế đối với vàng và bạc chúng ta có thể thấy một số hoạt động chốt lời nhưng khả năng giảm đáng kể là không cao theo granty batini giám đốc chiến lược cổ phiếu tại wellmuse securities PVT. Bất chấp những rủi ro giảm giá, giá vàng vẫn ở mức cao trong trung hạn, dù xét đến những yếu tố địa chính trị. Ông Granty Batini nhấn mạnh, yếu tố lớn nhất ảnh hưởng đến giá vàng là căng thẳng leo thang giữa Iran và Israel ở Trung Đông. Vào năm 2016, sau khi ông Trump đắc cử Tổng thống Mỹ, thị trường vàng cũng ghi nhận nghịch lý khi giá vàng thế giới thấp hơn giá vàng ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Cụ thể, thời điểm đó, giá vàng trong nước cao hơn thế giới khoảng 2 triệu đồng một lượng. Vào lúc 9 giờ 20, giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco tăng 14 đô la Mỹ một ounce so với đầu phiên giao dịch trước, nằm ở ngưỡng 2.745,4 đô la Mỹ một ounce. Tuy nhiên, để giá vàng có những thay đổi lớn thì cần phải chờ đến cuối tháng 1 khi ông Trump chính thức nhậm chức. Còn ở thời điểm hiện tại, mọi chính sách vẫn đang nằm dưới quyền quyết định của Tổng thống Joe Biden. Trở lại với thị trường Việt Nam, việc ông Trump tái đắc cử tổng thống cũng khiến cộng đồng mạng xôn xao. Lượt xem YouTube về bầu cử tổng thống tăng vùn vụt, nhưng giá vàng giảm sốc cũng khiến người dân mất ăn mất ngủ. Vì đồng tiền liên khúc ruột, bầu cử Mỹ nghe hay nhưng ở xa lắm, chứ giá vàng giảm là dân tình đau đầu ngay. Câu chuyện ông Phạm Văn Quý vội lấy điện thoại tra cứu giá vàng nhẫn trơn, vàng 24K. Vào sáng ngày 7 tháng 11, để rồi ngã ngửa vì giá vàng giảm sốc, còn hai ngày nữa là đến đám cưới của con trai lớn, và dù đã mua được vàng làm của hồi môn cho con trai, nhưng ông Phạm Văn Quý ở Hà Nam vẫn luôn theo dõi sát giá vàng. Cách đây một tháng, ông Quý dồn hết vốn liếng để đầu tư mua hai lượng vàng nhẫn trơn bốn con chín cùng chiếc kiềng ba chỉ vàng 24k để tặng cho con trai và con dâu. Thời điểm đó tôi mua vào với giá 86 triệu đồng một lượng của một cửa tiệm có tiếng trong vùng. Trên tin tức báo đài luôn dự báo vàng sẽ tiếp tục tăng nên tôi cắn răng mua vào thời điểm đó để tránh giá tăng quá cao. Ông Quý chia sẻ Ông Quý cũng cho biết, sau thời điểm ông mua lượng vàng, giá vàng nhẫn trơn 9999 có lúc lên đến hơn 89 triệu đồng một lượng. Tôi cũng đã nghĩ mình có quyết định đầu tư thông minh. Thế nhưng hôm nay, giá vàng tiếp tục giảm mạnh khiến tôi rất sốc, ông Quý chia sẻ. Sau hơn một tháng mua vàng, nếu nay bán lại cho tiệm vàng, ông Quý sẽ lỗ khoảng 6 triệu cho hai lượng vàng nhẫn trơn. Ghi nhận lúc 11 giờ ngày 7 tháng 11, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SGC giảm giá vàng nhẫn về mức 83 triệu đồng một lượng mua vào và 84,8 triệu đồng một lượng bán ra mức giá này giảm lần lượt 3,4 và 3,1 triệu đồng một lượng so với phiên sáng ngày hôm qua. Tại Doji, giá vàng nhẫn giảm 5,5 triệu đồng một lượng ở chiều mua về mức 82 triệu đồng một lượng và giảm 4,5 triệu đồng một lượng ở chiều bán về mức 84 triệu đồng một lượng. Giá vàng miếng sáng nay cũng giảm mạnh 2 triệu đồng ở chiều bán và 4 triệu đồng ở chiều mua. Giá vàng miếng lần lượt niêm yết ở ngưỡng 83, 87 triệu đồng một lượng mua vào bán ra. Trao đổi với phóng viên, một chủ cửa hàng kinh doanh vàng bạc tại Phủ Lý, Hà Nam cho biết, nhu cầu mua vàng của người dân trong hai tháng vừa qua rất lớn, chủ yếu là mua vàng làm quà cưới của hồi môn. Bên cạnh đó cũng có nhiều người mua vàng để cất giữ, nhưng thường mua số lượng lớn. Theo ghi nhận trong 24 giờ qua, trên thị trường quốc tế, mỗi ounce vàng bốc hơi tới 100 đô la Mỹ. Hiện giá vàng thế giới neo quanh 2.654 đến 2.656 đô la Mỹ một ounce. Quy đổi theo tỷ giá bán Vietcombank ngày 7 tháng 11, giá vàng trên thế giới có giá tương đương 81,6 triệu đồng một lượng. Giá vàng lao dốc do dạo đô la Mỹ tăng sau khi ông Donald Trump đắc cử tổng thống Mỹ. Đô la Mỹ mạnh lên khiến vàng kém hấp dẫn với người mua ngoài Mỹ. Quay ngược thời gian về thị trường vàng trước khi gây nên cú sốc giảm giá ở Việt Nam. Sau tuyên bố chiến thắng, ông Donald Trump cam kết chính quyền thứ hai của ông sẽ mở ra một thời kỳ hoàng kim mới của nước Mỹ. Trong khi bài phát biểu ăn mừng tập trung vào các chính sách trong nước, ông Trump cũng cho biết đất nước cần một quân đội mạnh mẽ và hùng mạnh, nhưng lý tưởng nhất là chúng ta không phải sử dụng đến quân đội. Theo Kiko, đồng đô la Mỹ tăng dựng đứng trong khi vàng đã bị bán tháo mạnh sau dự đoán chiến thắng của ông Donald Trump được công bố. Không những vậy, kim loại quý đang phải đối mặt với thử thách quan trọng về mức hỗ trợ khi quyết định lãi suất của cục dự trữ liên bang Mỹ Fed vào thứ năm, làm tăng thêm rủi ro giảm giá. Theo nhà phân tích James Chris tại FX Empire, Hiakis nhận định, giá vàng giảm mạnh khi các nhà giao dịch chốt lời trong bối cảnh đồng đô la Mỹ mạnh hơn và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng vọt sau khi tỷ phú Donald Trump dự kiến trở lại Nhà Trắng. Việc bán tháo vàng đã đẩy giá rơi khỏi mức hỗ trợ kỹ thuật quan trọng là 2.708,76 đô la Mỹ một ounce, làm thay đổi xu hướng và tiếp tục gây áp lực lên kim loại này bằng cách phá vỡ mức 2.697,28 đô la Mỹ một ounce. Chuyên gia này nhận định vàng hiện đang phải đối mặt với thử thách quan trọng gần mức trung bình 50 ngày ở ngưỡng 2.636,66 đô la Mỹ một ounce khi thị trường chờ đợi thông báo chính sách của Fed vào thứ năm. Các nhà đầu tư hiện đang kỳ vọng vào sự tập trung trở lại vào thuế quan và kích thích tài chính từ chính quyền Donald Trump. Cả hai đều có thể đẩy đồng đô la Mỹ lên cao hơn. Các nhà phân tích như Paul Christopher của Wells Fargo lưu ý rằng các khoản thuế thương mại tiềm năng có thể thúc đẩy hoạt động kinh doanh trong nước. Điều này có thể củng cố đồng đô la Mỹ trên ounce, gây áp lực hơn nữa lên giá vàng. Lợi suất trái phiếu kho bạc cũng tăng vọt vào thứ tư khi thị trường trái phiếu phản ứng mạnh mẽ với cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Lợi suất tăng làm giảm sức hấp dẫn của vàng, Hiegris nhận viết. Heicusis cũng tin rằng sự tăng đột biến lợi suất trái phiếu kho bạc và tuyên bố về lãi suất của Fed cũng tạo nên rủi ro lớn đối với vàng. Mặc dù thị trường kỳ vọng mức cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản, bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy việc tạm dừng hoặc chậm lại trong việc cắt giảm lãi suất của Fed sẽ gây thêm áp lực lên vàng. Vốn đã nhạy cảm với lãi suất tăng và đô la Mỹ mạnh hơn, ông cho biết. Về bức tranh kỹ thuật, Heicusis cho biết triển vọng của vàng hiện đang bi quan, vàng đang nghiêng về hướng giảm với đồng đô la Mỹ mạnh hơn và lợi suất tăng, vàng đang phải đối mặt với rủi ro giảm giá ngay lập tức. Kim loại quý có khả năng giảm trung bình 50 ngày xuống mức 2.636,66 đô la Mỹ một ounce nếu Fed đưa ra tín hiệu thận trọng hơn về việc cắt giảm lãi suất trong tương lai. Nếu lợi suất tiếp tục tăng và đồng đô la Mỹ duy trì sức mạnh, vàng có thể khó phục hồi lên các mức hỗ trợ gần đây, dẫn đến tiềm năng giảm giá hơn nữa trong những ngày tới. Hiệp viết. Vàng rớt giá dữ dội, người dân đổ xô đi bán vì sợ mất lãi. Theo ghi nhận của phóng viên, trước đà lao dốc khủng khiếp của vàng thế giới, giá vàng miếng SGC liên tục được công ty SGC điều chỉnh giảm. Lúc 12 giờ ngày 7 tháng 11, xuống chỉ còn 83 triệu đồng một lượng mua vào, 87 triệu đồng một lượng bán ra, giảm tới 2,5 triệu đồng một lượng chiều mua vào so với buổi sáng trong khi giá bán ra giảm thêm 500.000 đồng, tranh lệch mua bán tới 4 triệu đồng mỗi lượng. Đây là mức giảm giá rất mạnh của giá vàng miếng trong nhiều ngày qua. Nếu so với vùng đỉnh, chiều mua vào của giá vàng miếng SJC đã bốc hơi tới 5 triệu đồng một lượng. Tương tự giá vàng nhẫn 9999 99 cũng bốc hơi khoảng 4 triệu đồng một lượng. Công ty SCC niêm yết giá vàng nhẫn mua vào 82,5 triệu đồng một lượng, bán ra 84,6 triệu đồng một lượng, giảm tổng cộng hơn 3,6 triệu đồng một lượng so với hôm qua. Công ty PNG, tập đoàn Doji cũng đồng loạt hạ mạnh giá mua bán vàng nhẫn xuống mức thấp kỷ lục trong nhiều tuần qua. Trước sự lao dốc của vàng, hầu hết các tiệm vàng lớn tại thành phố Hồ Chí Minh trong sáng ngày 7 tháng 11 chật kín khách đến bán vàng do người dân lo ngại giá sẽ còn giảm sâu thêm. Tuy nhiên, việc bán vàng trong thời điểm này lại không thuận lợi bởi tiệm vàng và các công ty đều ngại thu vào giữa lúc thị trường vẫn đang lao dốc, điều này khiến nhiều người bức xúc bảo về, thậm chí có người còn to tiếng qua lại tranh cãi với nhân viên bán hàng. Anh Tùng ngụ thành phố Hồ Chí Minh cho biết, khi thấy giá vàng thế giới và trong nước không ngừng lao dốc, anh đã mang một lượng vàng SJC đến tiệm vàng có tiếng tại khu vực chợ Bà Chiểu, quận Bình Thạnh để chốt lời nhưng không thể bán được do tiệm nói chưa có giá thu vào nhưng giá vàng bốc hơi 3 đến 4 triệu đồng một lượng nên tôi tranh thủ chạy ra bán, ai ngờ lại không bán được nên đành phải đi về. Họ hẹn bữa khác quay lại nhưng không biết khi nào. Bây giờ có vàng lại không thể bán được, nếu giá rơi tiếp thì sao đây?" Anh Tùng bức xúc nói. Đứng cạnh đó, ông Liêm ngụ quận 3 thành phố Hồ Chí Minh, người mang 4 chỉ vàng đến tiệm bán để trả tiền thuê mặt bằng cho hay, bất lực khi tiệm vàng quy định mỗi người chỉ được bán duy nhất một chỉ vàng nhẫn. Khi bán, phải trình căn cước công dân, và mỗi người chỉ bán được đúng một chỉ, không được bán hai chỉ. Tôi không có đầu tư vàng. Bỗng nhiên cầm vàng trên tay lại không bán được để trả tiền mặt bằng. Khổ quá. Ông Liêm cầm trên tay bốn chỉ vàng và nói. Tương tự, chị Yến, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, cho biết Tích Góp mua được ba cây vàng bằng nhẫn tròn trơn 99,99. ,99. Lúc đó vàng giao động 60 triệu đồng một lượng. Sáng nay vàng rơi mạnh nên đem đi bán thì tiệm vàng không chịu thu vào. Vì sao lúc vàng đang tăng thì mua vào? còn lúc vàng đang rơi họ lại chỉ mua đúng một chỉ thiệt thòi cho người mua quá bà yến bức xúc nói theo quan sát khách hàng đến bán vàng phần lớn là người đã có tuổi nhiều người đến thì được cửa hàng thông báo chỉ mua mỗi người một chỉ nên buộc phải bỏ về theo nhân viên tiệm vàng, khách hàng bán vàng quá đông khi nhìn thấy vàng lao dốc dẫn đến tiệm bị quá tải, không thể phục vụ kịp, khiến nhiều khách hàng bức xúc. Ở chiều ngược lại, khách hàng có thể mua vàng thoải mái. Tại quận Gò Vấp, nhân viên tiệm vàng Kim Phát 1 cho hay, trong sáng mùng 7 tháng 11, người dân cũng ồ ạt bán vàng nhưng rất ít người mua, buộc nhiều tiệm vàng phải ôm vàng. Đến khoảng 11 giờ, một số tiệm vàng tạm ngừng thu vào vàng nhẫn và cũng ngừng báo giá mua vào bán ra. Không ít tiệm hẹn với khách hàng, khi nào xoay sở được tiền sẽ gọi điện thoại thông báo giá cả rồi tiến hành giao dịch. Ghi nhận đến lúc 12 giờ 30, khách hàng vẫn ồ ạt đến bán vàng, nhân viên không nghỉ trưa. Theo một số chủ tiệm vàng, việc bán vàng ồ ạt của khách hàng do tâm lý lo sợ vàng tiếp tục giảm mạnh. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và đừng quên đồng hành cùng chúng tôi trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Chúng tôi liên tục cập nhật thông tin mới ở các khung giờ để phục vụ quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp quý vị trong những chương trình tiếp theo.